lần nữa xin kính chào quý khán giả của đài. Tôi là luật sư Kiệt và đây là chương trình Người Việt Luật Mỹ. Từ nãy giờ thì tôi với luật sư Hoàng đang nói về cái vấn đề mà bạo hành trong gia đình và nó liên quan tới cái việc mà nuôi dưỡng con nếu mà trong cái trường hợp mà ly dị hay là ly thân. Rồi lại liên quan tới vấn đề di trú là những cái người mà chưa có quốc tịch mà đã vi phạm những cái tội đó thì có thể bị trục xuất. Tôi có thấy ở trên mạng đó thì nói về những cái người mà đã phạm pháp, đã thi hành án xong hết rồi, bây giờ bị trục xuất đó, thì hầu hết là tôi thấy người Việt mình đó, ở những cái phần mà bình luận đó hay là bình phẩm đó, thì họ đều cho là đó là cái trường hợp nó đáng, tất cả những người đó đáng bị trục xuất ở Việt Nam, tại vì qua đây đó không lo làm ăn không này không kia rồi vi phạm. Nhưng mà có những cái người ta không hiểu, đây là cái quan điểm của tôi thôi, là có những cái trường hợp đó mình nghĩ nó thật sự nó không có nghiêm trọng gì cả, nhưng mà có thể bị trục xuất vì luật là như vậy thôi, tại vì có những cái tội đó nó liên quan tới cái đạo đức hay nhân phẩm của mình. Tôi từng thấy có người đi ăn cắp một cái thanh sơn gươm mà bị kết án, rồi sau đó đó thì sở di trú nó muốn trục xuất, tại vì cái việc mà ăn cắp vặt đó nó liên quan đến cái đạo đức hay nhân phẩm của mình. Luật sư Hoàng nói là tôi phải tạm ngừng để trả lời một cái câu hỏi của quý khán giả đang gọi vào. Dạ, xin chào ạ. Hello. Dạ, chào. Dạ, chào, chúng tôi là luật sư Kiệt và luật sư Hoàng đây ạ. Có thể là cái đường dây đã bị cúp rồi. Hello. Dạ, chào cô, xin cô nói đi. Dạ, em muốn hỏi, nếu mà em có người anh về Việt Nam. Dạ, em có người anh về Việt Nam lấy vợ qua bên này. Dạ, xin cô nói lớn hơn được không? Dạ, chúng tôi không có nghe rõ. Nghe chị tiếp tục nói chuyện đi. Dạ, có người anh vợ qua bên đây mà bây giờ qua được 2 năm rồi. Ok. Rồi bây giờ không ở chung với nhau thì ở bên này mà mình có nhà cửa đó thì cái người vợ đó có được hưởng cái gì của cái nhà hay là tiền bạc của mình không? Như, cô nói là vậy là bạn của cô là cưới vợ đó, cưới người đó 2 năm rồi hả cô? Her brother married someone and that person has been here for 2 years. Okay. Thì cái 2 năm đó là cái tài sản của chung, cái 2 năm đó là anh của chị với vợ nếu có tài sản như chung á thì phải chia. Mà nếu mà cái tài sản đó giờ nếu chị lo là cái nhà cửa đi. Nếu anh của chị có cái nhà đó trước khi cưới cô này thì cái nhà đó là còn của vợ, còn của tài sản riêng của anh của chị. Nó chia cái 2 năm thôi mà 2 vợ chồng thì nó chia thường thường là nó chia cái lương ha, cái 401k 2 năm đó hai người đi làm. Hai giờ nếu cưới sau, mình cưới sau thì mua nhà chung, lúc mà mình hai vợ chồng rồi đó thì cái nhà đó là của hai vợ chồng, thì nếu ly dị thì nó cũng phải chia đôi 50-50. Mà mấy cái tài sản mà anh của chị có rồi trước khi gặp gia đình lấy vợ thì cái tài sản đó là còn riêng của anh của chị. Vậy cái vấn đề nó, okay. Nó hơi dài dòng là như vậy. Khi mà mình thành hôn đó, tất cả những cái tài sản mà tậu được trong lúc hai người thành hôn với nhau đó thì ở California đây đó được coi là community property. Cái danh từ mà trước 75 dùng đó là cộng đồng tài sản, hay là bây giờ có một số người nói là tài sản chung. Thì thí dụ đi, anh của chị đó cũng tùy anh của chị, nếu mà có căn nhà đã mua trước đó mà thường thường ở Mỹ này đó thì mua ít có ai mà trả hết lắm, mình trả góp thì mình đã bỏ tiền vô để mua rồi trả góp được bao nhiêu năm, rồi lúc đó mình mới lập gia đình được 2 năm. Thì trong 2 năm đó đó, những cái tài sản tậu được, ngay cả lương bổng một bên làm được, bên kia không có đi làm gì hết, chỉ ở nhà không đó, vẫn cái người kia vẫn có được 50% ở trong đó. Thì bây giờ cái nhà đó, thí dụ mình đã mua cái nhà đó rồi, mình trả được bao nhiêu năm thì còn thiếu lại bao nhiêu, khi mà hai người lấy nhau đó lại lấy lương trả tiếp cho cái nhà đó. Thì như vậy đó, thì nếu mà có trường hợp có ly dị có xảy ra đó thì cái người mà vợ đó có thể nói là có phần trong cái số tiền mà đã bỏ vô để trả trong 2 năm đó. Ok. Rồi nó có những cái vấn đề phức tạp khác hơn nữa, nhà có thể lên giá. Mà nói rõ mới dễ nhất cho chị biết đó là luật sư Kinh nói đúng vậy. Trong cái ly dị này, nếu hai người liên thân hay ly dị á là tòa nó chức xử 2 cái năm
anh của chị với vợ là vợ chồng, mấy cái tài sản sau trước khi cưới đó là còn tài sản riêng của anh của chị. Sau cái 2 năm đó, nếu mua tài sản như chung, mua nhà, mua cửa, có lương, có 401k, mua xe gì đó, thì 2 năm đó nó chia cho chị biết vậy. Yeah. Okay. But what if cái người vợ đó không cần cái gì, ký giấy tờ là không cần một cái gì hết thì có được không? Thì được. Dạ, nếu mà người đó không đòi hỏi gì hết thì rất là đơn giản thôi. Dạ, nếu mà nếu cô đó không có muốn đòi hết mà chịu ly dị, chịu ký giấy tờ, chịu làm cái nó để là cái uncontested divorce, là mình không tranh chấp. Tranh chấp thì mình ký cái đơn ly dị, mình ký cái hợp đồng ly dị là trong đây hai người chịu ly dị mà hai người không có đòi gì hết, là cô đó không có đòi tài sản. Trong... Ok vậy. Nhưng mà nếu như là cái mà trong vòng 2 năm đó cái luật đó là trên toàn đất Mỹ hay là chỉ Cali thôi? Cái đó là Cali. Dạ, chúng tôi thứ nhất là chúng tôi là luật sư ở Cali đây đó. Thì chúng tôi chỉ cố vấn luật Cali thôi. Giờ anh của chị á giờ ở tiểu bang nào? Dạ, ở North Carolina. Ok, ở North Carolina thì theo luật North, xin lỗi anh Iwan, không có hỏi vậy. Dạ, tiểu bang California là cái community property, là luật sư Kit với luật sư Hoàng thì nãy giờ nói vậy. Cái North Carolina là chỉ phải gọi luật sư gia đình bên đó, làm sao luật sư không có biết là cái tiểu bang North Carolina nó có cái community property không? Giờ nếu anh của chị ở tiểu bang California đó thì không có được mở hồ sơ bên... bên California được, because cái đó, mình mở sơ là mình thường mình mở theo cái tiểu bang mình ở để cho nó có cái jurisdiction, ý mình mở theo cái tài sản của mình. So nếu tài sản, cái nhà cửa, cái property là bên North Carolina là tốt nhất cho chị là chị nói chuyện với anh của chị để tham khảo với luật sư bên North Carolina. Ở ở Mỹ thì đó thì mỗi một cái tiểu bang đó về luật hôn nhân gia đình đó, thì mỗi tiểu bang có luật khác nhau, nó chia ra giống như là hai cái phái. Một số tiểu bang đó là đi theo cái hệ thống mà gọi là community property, có nghĩa là cộng đồng tài sản, còn một số tiểu bang đó thì họ đi theo cái hệ thống nó gọi là common property. Cái lối phân chia nó khác nhau, so cũng tùy cái tiểu bang. North Carolina thật sự chúng tôi không phải là luật sư ở đó, không biết rõ, thì có thể là chị nói với anh của chị đó nhờ tham khảo với một người luật sư mà hành nghề luật hôn nhân gia đình ở bên North Carolina thì nó tốt hơn. Cảm ơn chị đã gọi. Cảm ơn. Đang nói về cái đó, nó có những cái vấn đề nó phức tạp hơn là như vậy. Ở đây luật sư nhớ đó là ở Mỹ thì có 13 cái tiểu bang mà làm cái community property. So trong cái 13 tiểu bang đó, California là một tiểu bang đó là nếu mình ly dị là nó coi ngày mình cưới đến ngày mà mình liên thân. Thì trong cái năm đó, 2 năm đó, giống như anh của chị này ha, 10 năm, 25 năm hay gì á, trong mấy cái năm đó là tài sản chung của hai vợ chồng. Với cái community property quan trọng là nó không có cần biết lý do ly gì sao, hay nó không có phạt người mà... Không có đổ lỗi về ai hết, tại sao cái hôn nhân đổ vỡ. No fault, nó không có đổ lỗi là giờ một người có bồ khác hay ăn gian hay gì, giờ phải ly dị là người kia là... người này là phải bị phạt, mất thêm tài sản hơn. California nó không có xét ra lỗi của mình. Nó nói là nếu mình muốn ly dị thì mình chỉ ly dị. Mà nếu mà không thấy hàng nhắn lời nữa thì được ly dị thôi, chứ không có phải lỗi phải gì của ai cả. Đúng. Ok. Ok, cũng xin lỗi với khán giả là tôi thấy có một vài vị đang gọi vào, nhưng mà chúng tôi phải tạm ngưng cái chương trình để một lần nữa để cho phần thông tin thương mại rồi sẽ trở lại để trả lời câu hỏi của quý vị.